Long Vũ trở thành gương mặt được tìm kiếm trên mạng xã hội những ngày qua vì vai diễn chải trong phim truyền hình Giờ Vàng Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Mọi thông tin về chàng thiếu gia này đều được dân tình tìm kiếm và quan tâm nồng nhiệt. Hiệu ứng từ bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ giúp tên tuổi diễn viên Long Vũ thăng hạng. Trước đó, nam diễn viên Gen Z được biết đến là con trai nghệ sĩ Vân Dung. Anh cũng từng nhận vai phụ trong một số phim Giờ Vàng như Lối Nhỏ Vào Đời, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Không Ngày Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Long Vũ hóa thân thành công vào vai thiếu gia phố núi tên chải si tình say đắm của bạn bu Thu Hà Seri. Trong những diễn biến gần đây của bộ phim, sự trưởng thành của nhân vật chải trước biến cố vỡ nợ của gia đình được khán giả khen ngợi. Thiết lập nhân vật cùng lối diễn duyên dáng của Long Vũ khiến anh chàng được mệnh danh là chồng quốc dân trong lòng khán giả nữ. Các thông tin về đời tư của chàng dân chơi bản được tìm kiếm nhiều. Những hình ảnh hồi bé của Long Vũ được đào lại, có thể thấy ảnh hồi nhỏ của Long Vũ khá trắng trẻo đáng yêu. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng trên gương mặt xinh trai của nam chính Đi Giữa Trời Rực Rỡ đã phản phất nét duyên dáng được thừa hưởng từ mẹ Vân Dung. Không những vậy, mối quan hệ thân thiết của anh với mẹ ruột, bên cạnh màn dậy thì thành công của chải, netizen trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của mẹ chồng quốc dân Vân Dung. Được biết, trước khi nổi danh với những vai diễn hài, nghệ sĩ Vân Dung từng ghi danh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992 cùng chị gái. Ở tuổi 16, sở hữu sắc vóc mảnh mai cao 1m61, cô lọt top 15 chung cuộc. Những hình ảnh hồi trẻ được Vân Dung chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều con dâu hờ trầm trồ vì diện mạo sắc sảo, gu thời trang xanh điệu. Được biết, thay vì cho con học tại các ngôi trường quốc tế như nhiều nghệ sĩ khác, Vân Dung chỉ để Long Vũ theo học tại trường Trung học Phổ thông Lý Thái Tổ. Sau đó anh chàng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với niềm đam mê nghệ thuật được kế thừa từ mẹ. Xem ảnh thời đi học của Long Vũ được lan truyền trên mạng xã hội mới đây, nhiều người nhận xét, dù lúc này chưa trau chuốt ngoại hình và biểu cảm của người nổi tiếng, song anh chàng vẫn thu hút bởi sự tự nhiên và vẻ ngoài sáng. Và sau bao năm, từ chàng học sinh còn có nét trẻ trâu, thì anh chàng đã dậy thì thành công cả về ngoại hình và thần thái. Trước đó, nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ, không đặt nặng con phải làm nghệ thuật mà cho anh chàng tự do lựa chọn định hướng sau này. Tôi chỉ con hãy học những gì mình thích, mai sau sẽ giúp con kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Và điều quan trọng nhất mẹ cần ở con, đấy là phải có hiếu, cô tâm sự. Trước khi Long Vũ bước chân vào nghề, nghệ sĩ Vân Dung cũng đã nói rằng, nghề này sẽ rất vất vả. Nếu làm nghề không giỏi thì sẽ nghèo và chẳng thể đủ tiền lo cho gia đình, vợ con hay người thân. Theo Vân Dung, trong suốt 4 năm đại học, Long Vũ không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào, dù là con trai nghệ sĩ nổi tiếng. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô không bao giờ ra mắt giúp con trai có vai diễn. Thay vào đó, cô khuyên con trai tự mình đi casting, đi xin vai. Trên trang cá nhân, Vân Dung từng viết, mẹ không thể cả đời đi xin khán giả yêu thương con mình được, con phải cháy hết mình với công việc, với nghề. Yêu nghề thì mới lấy được trái tim của khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống cá nhân và lời nhắn nhủ gửi con trai với người hâm mộ. Nghệ sĩ Vân Dung là tên tuổi gạo cội của showbiz Việt, có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1975, hiện công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả với những vai diễn hài có tính cách vô tư, ăn to, nói lớn.